Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Pan. Ngọc Gia Pan rất vui mừng hôm nay lại được tiếp tục giao chiếc Panasonic MA102 mẫu cao cấp nhất của dòng Panasonic cho anh Nguyễn Ngọc Tuấn ở Bạch Đằng, Hồng Bàng, Hải Phòng. Thì anh cũng qua xem qua kênh YouTube của Ngọc Gia Pan và cũng nhờ Ngọc Gia Pan tư vấn và lựa chọn giúp anh một chiếc ghế cao cấp nhất của dòng Panasonic nhưng là hàng nước thôi. Bởi vì anh cũng chia sẻ để mà thực tế thì anh cũng biết là Panasonic nó vừa mới ra mẫu 102 nên là anh cũng không cần mua đến mức độ là hàng mới, thì đó cũng là một trong những cái tiêu chí mà mỗi một người một cách sử dụng và lựa chọn các dòng sản phẩm khác nhau. Và đây là cái lúc anh em nhân viên của Ngọc Japan đang lắp đặt và hướng dẫn sử dụng cho bố mẹ của anh Tuấn. Thực sự là rất cảm ơn anh Tuấn và gia đình đã tin tưởng lựa chọn Ngọc Japan để gửi gắm niềm tin mua chiếc Panasonic MA102 này. Thì nói về dòng Panasonic MA102 thì nó là một trong cái mẫu cao cấp nhất của Panasonic, kiểu dáng thì rất là hàm hố, cũng như là nói thì một câu nó rất là vui, đó là trông nó rất là sang trọng và trông nó tương đối là đẹp. Và ở đây nó có thêm phần trí tuệ nhân tạo và rất nhiều tính năng khác mà Ngọc Japan đã có những video chia sẻ chi tiết. Và hôm nay rất là cảm ơn anh Tuấn cùng gia đình đã ủng hộ Ngọc Japan. Chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Và rất là cảm ơn anh đã tin tưởng và lựa chọn Ngọc Japan là đơn vị để mua chiếc ghế giá trị cho gia đình của mình.